À, chào các bác nhé, lại là em đây. Hôm nay thì em vào rừng hái thuốc thì như em cũng đã nói với các bác rồi, em thì đi hái thuốc thì hái đi hái lại những cây thuốc nó hầu như là nó lặp đi lặp lại rồi. Tuy nhiên là cây thuốc có lặp lại thì cũng chia sẻ lại với các bác để các bác biết rõ hơn. Tại vì là những cây thuốc mà em đi lấy thì kiểu như là em đi lấy với các bệnh nhân hết thuốc thì em lại đi lấy, cho nên là chứ không phải em đi quay cây thuốc, cho nên là hầu như là những cây thuốc của em đều nó đều là một lần đi nó đều lặp lại hết, đúng không ạ? Đây em đang lấy cây ở kia nhá, quay lại đã, quay cây cây em thuốc em lấy nhá, em chặt ở bên kia nhá, em vừa chặt được 1-2 khúc thôi, em lao xuống dưới này 1-2 khúc rồi, ở kia còn có 1 khúc kìa. Đấy, cây lá của nó này là hôm nay em đi lấy cây long cốt phong này, này long cốt phong chứa trong bài thuốc xương khớp ấy, thì cây long cốt phong thì cũng chia sẻ rồi. Đấy, các bạn biết là trong bài thuốc xương khớp thì mà nó cái khớp nó bị khô khớp ấy, nhưng mà khớp khớp chất nhờn nó không có ấy, thì mình sẽ dùng cây long cốt phong này thì nó sẽ bài thuốc nó sẽ có tác dụng rất là nhanh khi có cây long cốt phong này, được chưa? Ngoài ra thì em đang đứng ở kia nhá, em đang đứng ở kia thì em nhìn sang đây em thấy cái ở đây có một, ở trên này có một bãi cái ngọn nó đẹp quá. Thế và em đã vào đây em phát hiện ra đây là đúng là cây hoạt huyết đằng này này các bạn. Đây cây hoạt huyết đằng này. Cây hoạt huyết đằng thì nó cũng có ránh nhưng mà cây này nó bé lắm, cây này nó bé lắm. Nhưng mà các bạn đây các bạn phát hiện ra một điều là khi mà nó ở núi đá, nó có hòn đá này, nó ở hòn đá này thì cây nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đây, hoạt huyết đằng thì các bạn phải dùng đúng cây này này. Đấy, cây này này, cái ngọn nó đây này các bạn ơi, lá của nó này. Các bạn thấy chưa? Để em cho các bạn xem. Đây. Cái lá của nó này, đẹp chưa các bạn? Hồng này. Phải nói là cái lá của hoạt huyết đằng này nó cực kỳ đẹp luôn đây này. Đấy, cái cây này hoạt huyết đằng ấy hay em còn gọi là cây lạc đâm ấy, cái rễ của nó chứa trong bài thuốc sinh lý của nam giới là cực kỳ hiệu quả luôn ấy. Cái thân của nó thì trong bài thuốc xương khớp không thể không có được đúng không? Thì em hầu như là mỗi lần em đi lấy là ít ít quay được cái lá cho nó. Hôm nay là em quyết định là em trèo sang hòn đá này em kéo xuống bởi vì cái lá nó nhìn đẹp quá các bạn nhỉ. Để cho các bạn phân biệt được cái lá cây hoạt huyết đằng nó như nào đây. Đây các bạn. Đấy, em kéo một cái lá này. Nó sẽ cái hoạt huyết đằng nó sẽ như thế này nhá. Khi mà các bạn thấy nó thì các bạn sẽ nhìn thấy cái lá nó này. Lá nó sẽ như thế này các bạn. Cái kiểu nó có rất là nhiều nhánh ra đây này. Đây, có rất là nhiều nhánh ra đây này. Này. Và đặc biệt là cả cái bé của nó vẫn có cái đường ránh như này nhá này các bạn. Cái hoạt huyết đằng này thì cái thân và cái rễ của nó thì em không chia sẻ nữa đúng không? Nhưng mà còn cái lá em chưa sẻ với các bạn bao giờ. Đặc biệt là có hai cái loại, mà một loại thì nó trắng thôi, còn các bạn mà tìm được cái loại đỏ như này cơ, có cái loại đỏ này là các bạn thu hái hết cho em những cái này, các bạn lấy như này các bạn mang về. Thứ nhất là trong bài thuốc đắp tươi ấy, đắp những cái vết thương vết ấy thì các bạn dùng cây này đấy, những cái lá non của nó như này nhá. Đấy, các bạn sẽ dùng cái lá như này, cái lá non của nó này, cái thân non này về các bạn sẽ dùng trong bài thuốc đắp. Đấy, ngoài ra thì bài thuốc tắm cho người tai biến ấy, tai biến mà nằm lượt người nửa người ấy, thì các bạn cũng phải có ngọn của con cây này. Cái này cái bài thuốc tắm thì các bạn có thể là dùng khô cũng được, dùng tươi cũng được, bởi vì là mình có thể lấy đi vào rừng lấy về xong mình để lâu ấy thì nó sẽ khô đi. Đấy, bài thuốc tắm thì tắm cho người tai biến thì cũng phải có cây này. Cây này thì kết hợp với lại cây cỏ gió này, với lại cây sấu rừng này. Đấy, thì các bạn dùng trong bài thuốc tắm cho người tai biến. Thực ra em thấy có rất là nhiều người bị tai biến đấy, tai biến mà nằm liệt người nửa người, mà người bị liệt đi mà cái phương pháp chữa thì nó, nếu mà các bạn chỉ liệt đi một nửa tay chân của các bạn thì chậu cử động thôi, thì cái phương pháp chữa nó rất là đơn giản, có nghĩa là các bạn kiên trì thôi, tắm rửa cho bệnh nhân và xoa bóp cho bệnh nhân thôi thì nó sẽ tứ chi nó lại sẽ lại hoạt động được nhá các bạn nhá. Tuy nhiên là nếu mà các bạn không có những cái thuốc thì nó cũng khó lắm, nói thì nó cũng khó lắm. Còn thực tế nếu mà ở rừng ấy có những cái thuốc như này thì nó chữa bệnh thì nó rất là hiệu quả luôn các bạn. Đó, em vừa kéo cái ngọn của nó cho các bạn xem này. Đấy, dùng nó, cái ngọn nó phải hồng như này cơ các bạn ạ. Còn cái loại trắng kia thì nó lại không hiệu quả bằng. Dùng loại này. Cái cây này thì hôm nay em thấy em cũng không lấy, bởi vì các bạn biết là hôm nọ em vừa lấy một cái cây to đùng đúng không? Cái con đùng kia, còn cây bé này thôi để đây đã. Nó ở hòn đá này này. Ở hòn đá này này.
Ở đây thì nó cũng khá xa cái chỗ mà nương giấy của người ta, cho nên là chắc chắn là vẫn còn để đây được. Các bạn biết tại sao là em không bao giờ muốn trồng cây thuốc không? Tại vì là ở trong rừng nó có mà. Ở trong rừng có nhiều mà, ở trong rừng có nhiều như này thì mình chịu khó mình đi hái thôi. Khi mà làm thầy thuốc ấy, thì mình vất vả hơn người khác rất là nhiều, đúng không? Cả thứ nhất là bạn phải dậy rất là sớm rồi. Dậy sớm để các bạn, nếu mà muốn đi rừng hái thuốc như em thì các bạn phải dậy sớm. Các bạn phải dậy từ 6 giờ. 6 giờ hoặc là 6 giờ hơn cơ thì các bạn phải dậy rồi. Và các bạn phải vào rừng để hái thuốc rồi. Thì tí nữa đến 8 giờ, 9 giờ là các bạn phải có mặt ở nhà để làm việc nhà và gửi thuốc cho bệnh nhân. Hoặc là có bệnh nhân đến nhà thì các bạn có thể xử lý cho bệnh nhân được rồi. Phải tranh thủ như thế, hoặc là chiều tối. Còn nếu mà làm thầy thuốc mà chỉ đi lấy thuốc thôi thì chỉ mua thuốc của người ta thôi thì các bạn không biết được cây thuốc nó như nào đâu. Các bạn không biết được cây thuốc như nào đâu, hoặc là các bạn trồng ở trong vườn để lấy cũng được, nhưng bản thân em thì không trồng bởi vì em đi vào rừng em toàn đi từ rất là sớm. Đấy. Là cây hoạt huyết đằng nha các bạn nhá, cho các bạn xem ký rồi đấy, cái lá của nó, chia sẻ với các bạn là cái lá của nó cũng như thế nữa. Này, đây thì có cây thông thảo ở đây này, cái đu đủ rừng ở đây này, nó mọc ở đá này. Nó mọc ở đá như này rất là tốt nha này, dùng rất là tốt này. Đây. Đây, ngoài ra thì có cây trâu núi này. Này, chia sẻ cho chị em một bài thuốc luôn này. Này, chị em nào bị phụ khoa thì chú ý để em ngồi em chia sẻ luôn cho các bạn một bài thuốc để em lấy lá đã, lấy cái này đã. Bài thuốc này hiệu cực kỳ hiệu quả luôn nhá. Thuốc phụ khoa này này. Ngồi đây đã. Ngồi đây một tí đã mệt đã. Mệt đó. Cái gì đây? Thực ra thì ở trong rừng nó còn nhiều cây thuốc lắm các bạn ạ. Mình không biết được đâu. Ồ, cái này là cái gì em cũng còn không biết. Vậy nếu mà học về cây thuốc các bạn học cả đời luôn, còn chưa biết được hết luôn, em nói thật luôn. Không thể biết được đấy. Chị em nào bị phụ khoa thì chú ý này, lấy cây trầu này. Trầu núi ấy các bạn. Các bạn không có thì các bạn lấy trầu rừng, trầu nhà cũng được. Thì cái trầu này, cái lá trầu này này, cái lá này thì để nhai trầu này. Các bạn lấy cái trầu này nhá. Các bạn lấy cái trầu này này. Với lại cây ngọn của cây nhồi này. Cái mò hoa đỏ này, cái mò hoa trắng này. Bạch đồng nữ, bạch đồng nam ấy. Cây ngải chiếu này. Được chưa ạ? Các bạn phơi khô lên. À các bạn dùng tươi cũng được, dùng khô cũng được. Các bạn muốn dùng khô thì các bạn thái ra, các bạn phơi khô lên. Sau đó là các bạn cất đi để các bạn đun ra, các bạn rửa dần. Những cái vấn đề, cái này là rửa nhá. Những cái vấn đề về ngứa này, hôi này. Chị em phụ nữ biết mà, nếu mà mình bị vấn đề về phụ khoa nó khó chịu lắm. Ngứa này, hôi này, bẩn này, khó chịu này. Nhá, thì chị em lấy cái này, chị em lấy những cái vị thuốc này em vừa nói là rửa, nó rất là sạch sẽ luôn, thơm tho luôn, các bạn nói thật luôn, nó không bị bẩn, không bị ấy luôn. Còn nếu mà các bạn mà bị ở trong nữa, bị ở trong ấy mà nó bị gọi là bị viêm nhiễm phụ khoa từ bên trong á, bị nặng lắm rồi ấy, mà các bạn cứ phải dùng những cái viên thuốc đặt nó rất là đắt tiền thì các bạn không cần phải dùng đâu. Em chia sẻ cho các bạn cả một bài thuốc uống nữa này. Đây là lấy cây này này, củ của cây dâu hùm này này, cái củ của cây dâu hùm đấy nhá, các bạn lấy cái củ của nó rửa sạch đi, thái sạch đi. Lại vỏ của cây nhội này, vỏ của cây nhội á, cái mọc phát ấy ở bờ suối ấy, có rất là nhiều vỏ của cây nhội kia này. Lại cái dâu hùm này này, các bạn thái ra, các bạn phơi lên, các bạn kết hợp phơi khô. Vỏ của cây ổi này hoặc là lá của cây ổi này các bạn đun uống. Có bình vôi đỏ, các bạn thêm quả bình vôi đỏ vào nữa, các bạn uống thì nó sẽ khỏi được cái bệnh phụ khoa cho các bạn nhá. Nói thật với chị em phụ nữ là cái bệnh phụ khoa em chứa rất là nhiều. Chứa cho chị em phụ nữ rất là nhiều. Đối với em thì cái bệnh phụ khoa thì không thể nào không thể thiếu thuốc được. Em đang ngồi nói chuyện với các bạn nhưng em đã thấy một cây thuốc ở dưới kia nữa rồi. Mặt em rất là tinh, em đã thấy một cây chứa bệnh gan ở dưới kia rồi. Tí nữa em xuống em sẽ lấy. Em ngồi thấy mắt em tinh lắm các bạn. Em ngồi thấy em nhìn được khắp nơi mà. Em ngồi thấy em nhìn được khắp nơi. À, đấy, chia sẻ cho các bạn hay. Chia sẻ cho các bạn một bài thuốc về phụ khoa chị em phụ nữ ấy.
Còn các bác nam giới thì để em hôm nào em đi lấy thuốc thì em chia sẻ cho. Hôm nay em đi lấy cây này thì em chỉ chia sẻ được bài thuốc này thôi. Các bạn yên tâm đi, nếu mà bài thuốc nào mà em chia sẻ thì em đã dùng cho bệnh nhân rồi, nó rất là hiệu quả luôn, các bạn cứ áp dụng thôi. Đấy, các bạn cái nào em bảo uống thì uống, các bạn uống, còn cái nào em bảo là ngâm rửa thì các bạn cứ ngâm rửa cho em là được. Ngoài ra em nói thêm với các bạn như này, nếu mà các bạn muốn kết bạn với em ấy, các bạn muốn hỏi gì hoặc là hỏi gì về cái thuốc hoặc là kết bạn với em gửi qua Zalo hoặc Facebook thì các bạn phải nhắn tin cho em là các bạn kết bạn với em như thế, các bạn kết bạn với em để làm gì. Nếu mà bình thường các bạn chỉ gửi lời kết bạn không thì em sẽ không kết bạn được với các bạn được. Các bạn biết tại sao không ạ? Bởi vì là em thì có rất là nhiều người kết bạn, bởi vì mình làm thuốc mà rất là nhiều người kết bạn, và bên cạnh đó cũng có rất là nhiều người muốn kết bạn bởi vì nghĩ là em vẫn còn chưa gì sứt đấy, nghĩ là em vẫn còn chưa chồng chưa con ấy, thì với lại em có rất là nhiều người, người ta cũng rất là phiền phức, cho nên em sẽ không kết bạn. Em thấy có rất là nhiều bạn kết bạn nhưng không có mục đích gì cả, chỉ mình có số điện thoại của bạn thì em sẽ không kết bạn. Nếu mà các bạn muốn kết bạn với em thì các bạn bảo là mình có số điện thoại của bạn, mình muốn tìm hiểu cây thuốc hoặc thế này thế kia thì em sẽ đồng ý ngay. Nhưng mà các bạn cứ kết bạn với em không có mục đích gì cả thì em sẽ không kết bạn với các bạn được nhé. Các bạn thông cảm cho em nhé, bởi vì em biết là gần đây thì có rất là nhiều bạn ở trên kênh ấy, kết bạn qua Facebook, Zalo, nhưng mà em lại không biết các bạn kết bạn với mục đích gì nên em không đồng ý. Không đồng ý là vì em nghĩ là nếu mà không có cái gì, các bạn không có mục đích thì không có cần đến cây thuốc hoặc không cần đến cây này cây kia thì em cũng sẽ không kết bạn. Nên là các bạn kết bạn với em thì các bạn sẽ nói với em là các bạn kết bạn vì mục đích gì các bạn nhá. Vậy thôi, em chào các bạn, để em lấy mấy cái cây đây, đặt mấy cái cây nữa thì em xuống núi thôi các bạn. Em chào các bạn nhé.